hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của Mai Trinh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề makeup. Và ngày hôm nay thì mình sẽ test chin cùng mọi người luôn. Bởi vì mình thấy là makeup đơn giản thôi thì nó hơi chán ấy. Bây giờ mình kiểu đang sau khi trải qua một kỳ nghỉ lễ rất là dài thì mình cảm thấy là mình bí content đấy mọi người. Thì ok, video này sẽ là video về chủ đề makeup Valentine hướng đến lúc cô nàng chưa nghĩ ra cả layout makeup nào để ghi điểm trong mắt đối phương, thì mọi người có thể tham khảo video này nha. Bắt đầu thôi. Mình sẽ sử dụng cái kem mấy ngày trước ấy thì mình có xem tình cờ thôi một video TikTok. Trong video đấy ấy thì cái bạn làm TikTok này, bạn ấy mới chia sẻ là chị họ bạn ấy đang rất là bí bách, không biết là làm thế nào. Bởi vì là gia đình của chị này cấm chị này yêu cái anh người yêu hiện tại là bởi vì anh ấy làm công an. Và cái nguyên nhân là bởi vì gia đình chị này, mặc dù hầu hết người trong gia đình là công an và bộ đội, nhưng lại cấm con em mình yêu người trong ngành là công an và bộ đội. Để trả lời cho cái lý do vì sao ấy, thì có giải thích là bởi vì người trong ngành rất là phức tạp. Thì cá nhân mình cũng không biết là phức tạp như thế nào. Tiện đây thì mình cũng chia sẻ cho mọi người một cái câu chuyện tình của mình khá là lươn lẹo với một anh công an. Sau khi mà trải qua vài mối tình gà bông ấy, thì mình cảm thấy là bản thân mình cũng đã trải nghiệm đủ rồi mọi người. Và mình cần tập trung vào học hành. Do đó mà kết thúc năm lớp 11 ấy, thì mình chỉ tập trung vào ôn thi đại học thôi. Chuyện thì rất là theo kế hoạch cho đến khi mà giữa năm lớp 12, vào một ngày nắng vàng mắt vỡ đầu ấy, thì đang ngủ trưa, thì con bạn thân của mình nó mới qua gọi mình sang nhà cô giáo dạy ăn chơi. Đến nhà cô thì là 3 giờ chiều và ba người thì đang rất là tự nhiên, cho đến khi 4 giờ thì mình mới nghe thì tiếng xe máy ngoài sân, thì có hai anh học trò cũ của cô cũng tới. Sau đó thì mình mới biết là đây là một cái cuộc gặp có sự sắp đặt, có sự can thiệp của cô giáo của mình. Lạ một cái thì là tính của mình thì rất là luyên thuyên, mình hay nói lắm, mình kiểu nói nhiều mọi người. Nhưng mà hôm ý kiểu mình im như thể là ai lấy keo con chó mà dính vào mồm mình luôn mọi người. Còn cái đứa bạn thân của mình ấy thì nó nổi tiếng là cái đứa mà cậy miệng cũng không thưa không thốt một lời nào luôn. Thì cái hôm đấy nó nói nhiều dã man luôn, kiểu mình bị sốc, không biết con này hôm nay bị gì ấy, mọi người. Nhưng mà các bạn lưu ý nhá, trong cái buổi đầu tiên ấy, kinh nghiệm này, kinh nghiệm xương máu nhá, thì mọi người nên nói ít thôi, nghe nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn để người ta thấy bạn bí ẩn, muốn được khám phá, muốn được chinh phục, phải không? Thì đấy là bí quyết sống còn ấy. Và mặc dù thì không nói gì đâu, nhưng mà mình để ý là cái anh A này lúc nào cũng quan sát mình hết á. Và theo mạch câu chuyện thì mình biết được là anh A này là học sinh rất là xuất sắc của trường học viện cảnh sát, có sự tự tin nhá, trí tuệ, tài ăn nói, và đặc biệt là cái môi anh này cười sáng cực kỳ luôn. Mình thích cái nụ cười dày dã man luôn, kiểu đẹp lắm mọi người ơi. Kiểu cười lên một phát là biết ngay là ông này rất là thông minh, kiểu kiểu đấy. Chẳng biết sao, nói chung là khó diễn tả lắm mọi người. Khi thích một người thì không có một cái lý do gì cả. Và người tính thì không bằng cái máu mê trai tính mà. Tuy là không phải gu đâu, nhưng mà tôi đã thích ngay từ cái lần gặp đầu tiên. Thì có thể đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết. Và theo như mà mũi thính hơn cả mũi chó nghiệp vụ của mình ấy, thì mình cũng đánh hơi được là cái ông A này ông cũng có cái gì đấy với mình rồi. Tối hôm đó thì ông B này có kết bạn Facebook của mình và mình đồng ý ngay luôn, bởi vì mục đích của mình là xem thái độ của cái ông A như thế nào. Thời 2016 ấy thì mọi người biết là Facebook nó có cái kiểu thông báo là A và B đã trở thành bạn bè Facebook của nhau. Bên dưới thì có cả cái phần bình luận để cho bạn bè hai bên bình luận vào ấy. Thì đúng như mình dự đoán luôn, ông A nhảy vào comment mọi người. Ba chữ thôi: chú được lắm. Kiểu ta biết có mùi gì rồi nha. Kiểu do mình cũng thích anh A này ấy, nhưng mà bởi vì cái liêm sỉ của mình quá lớn nên là mình vẫn rung chân đợi anh này kết bạn. Thì sau 2 hôm thì ông A này mới gửi lời mời kết bạn với mình. Kiểu cũng ghê đấy. Mình thì kiểu trời ơi, cái con nai vàng đã rơi vào kế của gã thợ săn rồi. Nhưng mà mãi sau này mình mới biết ấy, thì mình là con nai đấy mọi người. Và mọi người biết là cái công an ấy thì người ta có một cái điểm đặc biệt ấy, là đặc biệt là với những người có học thức ấy, trí tuệ ấy, thì cái cách tán gái của người ta nó không hề đơn giản luôn. Hoặc là do mình mê dai nên là mình mới biện minh như thế. Nhưng mà đúng một tháng sau, mình và anh A này đã trở thành người yêu của nhau. Và người tỏ tình đó là mình đấy mọi người. Ghét của nào thì trời trao của đấy. Trước đấy thì mình cũng đồng quan điểm với nhiều người ấy, là mình không thích công an bộ đội đâu. Thật sự kiểu thấy vất vả, thấy gồng gánh ấy, và hầu hết nói chung không có ấn tượng tốt lắm. Nhưng mà thực sự là
Sau đó thì mình lại yêu ngay một anh công an. Mình cũng không ngờ tới đâu mọi người. Sau đó thì mình cũng giấu bố mẹ mình. Nhưng mà 2 tháng yêu nhau ấy, thì bên anh A này anh đã dẫn mình ra mắt gia đình của anh ấy rồi, và đã xác định một mối quan hệ giữa chúng mình với gia đình rồi. Thì gia đình mình thì cũng tuy thoáng ấy, nhưng mà vẫn có một cái tư tưởng, đó là không muốn con cái lấy công an bộ đội. Trong lúc yêu ấy thì anh A này tuy còn nóng tính, nhớ lúc kiểu làm người khác tổn thương. Mọi người biết là công an ấy, người ta có những cái câu từ rất là mạnh, có tính sát thương, có tính gọi là đả kích rất là lớn luôn ấy. Và không ít lần mình bị tổn thương ấy. Nhưng mà thực sự là khi yêu thì mình vẫn cảm nhận được là mình được cưng chiều như một nàng công chúa luôn đấy mọi người. Và thực sự là cái thời điểm mà mình yêu anh công an ấy thì mình rất là hạnh phúc. Cho đến khi bọn mình chia tay thì mình vẫn thấy mối tình này là một mối tình rất là trân trọng, và bọn mình vẫn giữ liên lạc với nhau. Và chia tay được 1 năm ấy thì cả hai đều cố gắng tìm những mối quan hệ mới. Nhưng mà sau cùng thì vẫn chẳng tìm được người phù hợp và vẫn quay lại với nhau. Kết thúc 4 năm yêu nhau ấy thì bọn mình đã có một đám cưới. Và sau 2 năm cưới nhau thì bọn mình đã có 2 em bé vô cùng dễ thương và thông minh. Được cả là đứa nào cũng giống y hết bố nó nha. Đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn được cưng, và còn cưng, được cưng chiều, cung phụng hơn cả cái thời điểm mà bọn mình yêu nhau ấy. Thực sự anh này là một người mẫu đàn ông của gia đình luôn đấy mọi người. Còn về phần phía bố mẹ mình ấy thì bây giờ cái tính cách quá chu đáo và quá quan tâm của anh này đã thu phục bố mẹ mình luôn. Và lúc nào cũng kiểu con rể. Qua câu chuyện này thì để thấy là không phải là công an, bộ đội ai cũng xấu cả như mọi người. Chỉ là do mọi người chưa gặp được đúng người thôi. Và khi mà mọi người chưa gặp được đúng người ấy, thì nghề nào cũng sai hết á. Và chúc mọi người sớm có thể tìm được chân ái của cuộc đời mình. Và Happy Valentine's Day. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.